Thôi ăn đi, ăn lẹ lẹ đi, đi gánh nước kìa. Còn ha, tới 20 mấy đô nữa luôn á. Rồi, cho anh luôn cái này nữa nè. Ôi ăn nhiều mập lắm, đi hả, mỡ nó quánh qua quánh lại ha, mỏi lắm. Vậy được rồi. Trời, gánh mấy đô mà mệt quá trời luôn á. Bởi công nhận thương vợ ghê, vợ gánh hoài quen rồi ha. Nó ngồi 17 tuổi tới giờ, trước khi gặp chồng luôn á. Bây giờ dai trái rồi, mà tao chồng cũng trái rồi. Chạy xe ôm đó. Ghé đi, năm sau mình giàu rồi. Giàu đâu? Việt mà. Năm sau em có cảm giác là nước rút hết trơn, có nhà mình có nguyên giếng nước không, mình bây giờ mình gánh rồi ta. Ờ, thôi vậy đi đi. Gánh lẹ lẹ đi. Đi chồng. Đi đi, đi trước đi. Em bỏ nhà bà Tám nha, anh qua nhà bà Hai đó. Lục sáu đôi. Trong xóm này ngộ ghê nha. Thứ mấy là kêu gánh đúng mấy đôi vậy trời. Cái hộ khẩu của nhà bà Hai tới 8 người luôn mà bác kêu dứt khoát là gánh có hai đôi thì sao mà xài ta. Cái bà này sao bác kiết dễ sợ ông nội ơi. Còn bà Tám bây vô ra tới 9 đôi luôn, bà này ngộ ghê. À, hết thảy bữa nay là 10 mấy đôi nước luôn. Xíu quá. Gánh nhiều quá mệt nhưng mà nó có tiền. Còn chồng mình không biết bữa nay đạp xe ôm biết được nhiêu tiền rồi. Trời ơi, chừng nào cho con giàu lên đây ông trời. Gánh nước mướn hoài khổ muốn chết luôn vậy đó hả. Thương tụi con chút chứ chứ. Biết nhiêu người giàu mà sao không có tụi con vậy. Trời ơi, nó lủng à. Trời ơi, trời ơi, cái lỗ trà bá lửa luôn ông nội ơi. Đúng không, lúc mình lủng đúng lúc dễ sợ luôn á. Sao hai ba bữa nó lủng được không bà? Tự nhiên bây giờ bà lủng hả? Bữa nay gánh 10 mấy đô không biết không? Bà nha, bà trứng dữ lắm đó nha. Bà mà lủng lần nữa ha, tôi kêu bà bằng trà luôn chứ không kêu bà bằng cái thùng luôn nha. Bà vừa phải thôi chứ, biết thương tôi chút chứ. Biết tôi nghèo lắm không? Mày lủng lủng kìa con quá. Tội rồi. Có tiền bo nữa. Được nhiêu lắm? 5 ngàn. Chị kiều bo đó.
trời ơi, Việt Kiều bao có 5.000 ông nội. Việt Kiều thì cục quá, lít ra phải 500 đồng, 500.000 đồng đúng không? Về chở đi có 2 cây số bao 5.000 là hay lắm rồi. Chở gì về lúng cho hả? Cái đó là mấy cái tôn với lại mấy cái cây đó à, của cô Sáu ở sửa nhà. Xong anh thấy nhà mình dột quá trời luôn, xong anh nói thôi để anh xin đem về sửa nhà. Được á. Trời ơi, sao mặt ai đẹp dữ vậy trời? Mặt của chồng đó. Chứ ông tính chúng tôi, nàng có thấy chồng nàng đẹp lộng lẫy không nhỉ? Đẹp hú hồn luôn á. Anh ấy ơi, bữa nay anh ấy biết ngày gì không? Bữa nay là ngày vợ gánh nước chồng đi lái xe ôm được 5.000. Ráng nhớ lại coi bữa nay biết ngày gì không? Bữa nay là ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm. Ráng nhớ coi bữa nay ngày gì nhớ không? Bữa nay một ngày giống như một ngày khác. Giống. Happy birthday to you, to you, to you. Mới hát gì đó. Happy birthday to you, mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày má em đẻ em ra đời. Happy birthday to you. Tưởng anh quên rồi chứ. Làm sao quên được? Ồ, em nhắc mới nhớ chứ mà không nhớ đâu. Có đâu anh nhớ đàng hoàng, anh có mua quà về cho vợ kìa. Quà gì á? Thôi để em đón. Đón đi. Áo bà ba. Thôi áo bà ba em mặc vô chúng con nhái lắm, thấy ghê lắm. Thì em cao quá nên mặc áo bà ba thấy gốm. Mà tao thích mặc áo bà ba. Thôi áo bà ba không có mua đâu, mua cái đó bèo lắm. Hả? Guốc phải không? Dép em đứt rồi. Trời ơi, đi gánh nước mà mang guốc chi nó té cái trào máu luôn á. Đứt rồi hả? Hả? À, đứt rồi mà sao kẹp kẹp vậy mà mang được hay vậy? Để anh lấy kẽm anh cột lại cho. Anh. Hả? Tặng em gì? Anh á hả? Ừ. Nói lẹ đi. Thì cho đón nó, đón đi. Nó không được. Sao dây chuyền phải không? Trời ơi, thì gốm thì gánh nước mà đeo dây chuyền, đòn gánh nó cấn một cái đứt một cái là chết luôn. Thôi mệt quá, thẳng cái gì? Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại, anh ra xe anh lấy vô. Rồi, nhắm rồi. Anh sẽ tặng cho em một món quà thật là đắt ngờ. Áo bà ba chồng không tặng. Tôi guốc chồng cũng không tặng luôn. Sợi dây chuyền cũng không được luôn. Đúng rồi, không được tặng dây chuyền. Vậy chồng xong chưa? Đây, hãy mở mắt ra, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu. Tăng 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 ra đây nè. Tăng 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 tăng. TV hả? Cái gì? TV. Thôi đi TV đi, coi ké được rồi. Mua TV tốn tiền. Ngoài coi à? Tốn tiền điện lắm. Mặt lạnh ngắt ông nội ơi. Tủ lạnh mini hả? Nghĩ sao mua tủ lạnh về rồi đựng mắm ruốc. Thế có hai vợ chồng ăn mắm ruốc cá khô không mua tủ lạnh chi trời. Không phải luôn hả? Để em lắc thử nha. Lắc được không? Không không, bạn đừng lắc như thế. Đây là đồ rất là dễ vỡ. Ôi, đồ rất là dễ vỡ hả? Đừng có nói với em là vàng vi tính nha. Đúng rồi, mua vàng uy tín, đúng rồi đó. Hai vợ chồng mình sẽ mở một cái website coi như là hả, công ty trách nhiệm hữu hạn gánh nước bướm và chạy xe Honda ôm Sĩ và Lẻ Linh Phượng. Thì biết từ ủa xưa tới giờ không biết cái con chuột của cái computer mà mua computer á chơi đẳng gì. Mở ra đây, quà của em mà. Ừ, đón hoài mệt quá. Mệt á. Cái gì nó bự mà nó nặng đó, nó nhẹ dữ vậy trời. Nó nhẹ nhưng mà đầy ý nghĩa. Bạn hãy mở ra là bạn sẽ biết ngay thôi mà. Tăng 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 tăng. Hãy lấy lên đi, một điều rất là bất ngờ, thú vị lắm. Cháy nhiều quá vậy. Mở ra xa. Bạn có thấy thú vị khi nhận món quà này không? Ủa sao nhận quà mà buồn vậy? Ngày xưa màu đỏ làm ăn không nên đổi nó lợt hơn chút coi. Tại nó sao ý anh nói em là gánh nước suốt đời luôn hả? Đâu có, tại vì anh thấy cái giếng này cái màu nó chặt chém cái kia quá. Bây giờ anh đưa cho này cho nó lợt bớt.
Hồi đó 30 đô gánh đúng 40 lần, bây giờ cái thùng nó lủng. Bây giờ 30 đô gánh đúng 40 lần, bây giờ cái thùng nó lành. Ấy nói suốt đời cuộc đời của em dính vô hai cái thùng gánh nước thôi à. Vừa phải à. Em muốn là tầm em bà đi chơi tết, đi guốc, đi chơi tết. Mà cái thùng giống quỷ ghê không? Thì anh thấy anh tặng cái này cho đỡ vất vả cho vợ thôi. Phượng ơi, qua gánh giùm cho chú hai xô nước của con. Trời đất ơi. Dạ, gánh liền. Được, anh muốn được. Wow. Dạ. Hai vợ chồng nào hay một cặp tình nhân nào ở dưới đáy giếng đẹp quá ta. Chết rồi. Xem quậy nước chứ vậy. Xong quá. Không, nhưng mà em coi nè, đó sau khi em quậy nước xong xuôi nước nó lóng lại vẫn còn hiện lên một cặp vợ chồng rất là đẹp đôi. Ha ha. Xong quá. Chồng anh ơi. Làm gì vậy? Đưa anh phụ cho. Tập. Thấy chưa, rồi cũng xài nó à, thấy không? Chứ mua không xài á. Để chồng hút cho. Thùng này nó lủng lỗ chút xíu à, chiều lấy chai vét vét lại giùm em nha. Biết rồi. Trời đất ơi, chờ tụi bay gánh coi ai xô nước là cái gì lâu dữ vậy. Qua liền, qua liền, chú hai ơi, con qua liền. Làm gì vậy? Lùn quá mà nhướng chi vậy? Làm gì vậy? Đây là món quà anh tặng em, bây giờ anh gánh nước phụ em được chưa? Bà con trong xóm ta nhìn ta cười kìa, đàn ông ai đi gánh nước. Ai cười kệ, em ta có phụ vợ tôi, cái phụ vợ bạn hay sao mà sợ. Thôi để em gánh cho. Nhà chú hai ở đâu? Dạ. Không qua liền chú hai ơi. Dạ liền. Mấy đôi chú hai mấy đôi? Hai đôi. Chim sáo bay xa mãi không về, em
em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương em câu hát mong chờ. Thương chim quyên nức nở, thương con cá rô trên đồng, nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai đón ai nhớ mà sao không về cánh cò mồ côi, anh nhớ em nhiều sao phụ tình trên đồng cây lúa trời ngày mùa đơm bông.